tin VOA Express, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trà My kính chào quý vị. Việt Nam dự kiến vaccine tự sản xuất có hiệu quả trên 90%. Ông Nguyễn Đức Chung bị tuyên án 5 năm tù, giới quan sát nói quá nhẹ. Việt Anh ra tuyên bố chung kết thúc đàm phán thương mại tự do. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. Việt Nam chính thức khởi động chương trình thử nghiệm vaccine ngừa COVID trên người. Vaccine COVID của Việt Nam dự kiến hiệu quả 90%. Các giới chức y tế tuyên bố trong lễ khởi động chương trình thử nghiệm và tuyển tình nguyện viên hôm 10 tháng 12. Vaccine tên Nanocovax do Công ty Cổ phần Công nghệ Sinh học Dược Nanogen phối hợp với Học viện Quân y Bộ Quốc phòng sản xuất theo đặt hàng của Bộ Y tế từ tháng 5. Nanogen nói vaccine này có thể bảo quản trong nhiệt độ tủ lạnh bình thường. Giá mỗi liều khoảng 120.000 đồng và có tổng cộng 2 liều tiêm. Vaccine Nanocovax chỉ có hiệu quả bảo vệ trên 6 tháng và phải tiêm lại hàng năm. Dự kiến chương trình thử nghiệm lâm sàng diễn ra 3 giai đoạn. Giai đoạn 3 cần từ 1.500 tới 3.000 người tham gia, sau đó sẽ mở rộng ra trên 10.000 người. Nếu thành công, vaccine sẽ được Việt Nam đưa vào sử dụng vào năm 2022. Trong ngày đầu tiên, chương trình thử nghiệm có 70 tình nguyện viên đăng ký. Một tòa án xử kín của Việt Nam ngày 11 tháng 12 tuyên phạt cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung 5 năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Bản án mà giới quan sát cho rằng quá nhẹ. Ông Chung bị cáo buộc là đã móc nối với ông Phạm Quang Dũng, cán bộ điều tra Bộ Công an, để có được thông tin tài liệu quá trình điều tra vụ án Nhật Cường. Ông Dũng bị 4 năm 6 tháng tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước trong phiên tòa hôm 11 tháng 12. Hai bị cáo khác là tài xế riêng của ông Chung và cựu phó trưởng phòng thư ký biên tập Văn phòng Ủy ban Nhân dân Hà Nội cũng bị phạt tù trong vụ án này. Báo Nhà nước nói ông Chung nhận tội có thái độ ăn năn và có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhờ các thành tích được khen thưởng trước đây như danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và có tiền sử bị bệnh ung thư nên tòa tuyên án dưới khung hình phạt so với cáo trạng truy tố. Luật sư Lê Quốc Quân ở Hà Nội nhận định mức án 5 năm tù là rất nhẹ so với hành vi phạm tội và so với nội dung truy tố của Viện Kiểm sát, đồng thời bày tỏ quan ngại về việc thượng tôn pháp luật ở Việt Nam. Việt Nam và Anh ngày 11 tháng 12 ra tuyên bố chung kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa hai nước, trong đó gia hạn đối tác chiến lược thêm 10 năm nữa và xúc tiến nhân quyền. Chiều ngày 11 tháng 12, Bộ trưởng Công thương Việt Nam Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Bộ Thương mại Quốc tế Anh Liz Truss đã ký biên bản ghi nhớ kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Vương quốc Anh, theo báo Nhà nước. Cả hai bên không cho biết khi nào sẽ chính thức ký kết Hiệp định này, nhưng Việt Nam nói Hiệp định sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm sau. Dịp này, hai bên cũng thông qua tuyên bố chung tái khẳng định quan hệ đối tác chiến lược Việt-Anh và tiếp tục kéo dài mối quan hệ này thêm 10 năm nữa kể từ tháng 9 năm nay. Tuyên bố chung viết, quan hệ đối tác này tạo ra khuôn khổ cho một mối quan hệ song phương bền chặt, đồng thời vạch ra các ưu tiên chính, bao gồm phát triển nền kinh tế carbon thấp, ủng hộ chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy nhân quyền và thương mại. Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Đến đây mời quý vị theo dõi phần phóng sự tường trình từ Việt Nam. Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam mới đây đã phản bác báo cáo của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho rằng các trang mạng xã hội Facebook và YouTube đã trở thành công cụ để Hà Nội kiểm duyệt và trấn áp tiếng nói bất đồng. Góc nhìn người dân thì Facebook đang xen lẫn lộn tin tức thực và giả. Hiện tại thì Facebook nó cũng có nhiều mặt lợi, cũng có mặt hại của nó. Mình dùng Facebook này nọ mình có thể mình cập nhật được tin tức nè, học mấy cái mới, nhưng mà cũng có mấy cái kiểu nó Việt Nam kiểu nó chưa có đảm bảo được thông tin an toàn ở trên mạng nên cũng có thể là gây hại cho kiểu những người mà mới biết Facebook á, vô coi mấy cái độc hại này nọ cũng không có tốt. Coi tin từ những cái nguồn mà gọi là có uy tín em mới tin được, tại giờ tin giả nhiều lắm, nghe bậy bạ không. Tạm gác qua vấn đề định kiến chính trị thì đúng là tin tức trên mạng xã hội luôn thượng vàng hạ cám. Cái nội dung mà nó truyền tải, tại một phần là cái nội dung bây giờ nhiều cái
nó không đúng với cái mục đích của Facebook á. Nó cứ bị sai lệch hoặc là đưa nhiều cái thông tin mà nó không đúng. Mà gặp những cái người mà chưa có kiến thức á, còn nhỏ thì khi mà coi á, thì sẽ có thể là bị hiểu sai cái vấn đề đó hoặc là bị tiêm nhiễm. Việc tiêm nhiễm ở đây như cảnh báo của sinh viên Phước, có thể đó là những chuyện liên quan các phản biện trái chiều mà người ta nói rằng cần phải trấn áp để tránh cái sảy nảy cái ung. Mạng xã hội như Facebook ở Việt Nam còn là lựa chọn cho việc tạo kênh tương tác thương mại. Cũng có nhiều người dùng Facebook để họ có thể làm việc được, đúng không? Tại họ cần cập nhật tin tức thường xuyên này nọ. Cũng có thể là trên Facebook người ta cập nhật, người ta có những cái group riêng của họ để người ta lên, người ta cập nhật thông tin về việc làm này nọ. Thì nếu mà mình bị hạn chế thì cũng có thể bất lợi về việc đó. Với lại nếu mà mình hạn chế như vậy thì cũng chưa chắc là sẽ giảm được cái mấy cái tin giả đó, tại tin nó vẫn nhiều. Tính từ đầu năm đến nay, theo yêu cầu của nhà cầm quyền Việt Nam, Facebook đã gỡ 2.311 bài viết mà Hà Nội nói là vi phạm luật pháp Việt Nam. Đây là thông tin trong văn bản trả lời cử tri của Bộ Thông tin và Truyền thông về các biện pháp phòng chống điều mà Hà Nội mô tả là luận điệu xuyên tạc từ các thế lực thù địch trên không gian mạng. Bà Min Yu Ha, Phó Giám đốc khu vực của Tổ chức Ân xá Quốc tế đã nói rằng quyền biểu đạt của người dân cần được tôn trọng thay vì bịt miệng họ, vì cho rằng đây là tiếng nói bất đồng. Theo Nghị định 126 của Chính phủ, từ ngày 5 tháng 12, mức thuế giá trị gia tăng với xe công nghệ là 10% trên doanh thu. Khi thuế giá trị gia tăng với xe công nghệ tăng từ 3% lên 10% trên doanh thu và cước vận tải giữ nguyên, thì thu nhập của tài xế sẽ giảm đáng kể. Mới vừa tăng lên là 10% là do thuế của nhà nước nó kêu là bắt buộc bên Grab là chịu thuế 10% của giá trị gia tăng gì đó. Thì bây giờ áp đặt lên tài xế, nhưng mà tụi chị thì cũng chưa biết cái vấn đề này nữa. Giờ nhiều... Nói chung là nhiều anh cũng đang phẫn nộ, cũng không biết làm sao nữa. Các hãng cung cấp dịch vụ công nghệ gọi xe qua app hiện bắt đầu điều chỉnh các mức giá dịch vụ. Tăng thuế thì nói chung cũng không biết, bởi vì trước mắt thì anh cũng chạy tạm thôi. Đó, cái thì cũng không có tính lâu dài với lại cái ngành xe công nghệ này. Thì mình cứ chạy được tới đâu mình chạy thôi. Còn trong tương lai thì cũng chưa biết là mình còn chạy hay không, chứ chưa nói đến vấn đề là lên giá hay không lên giá. Những năm gần đây, cạnh tranh giữa các hãng như GoJet, Be, FastGo, Now, BeMin làm thị phần ngày càng giảm, thị trường gọi xe khốc liệt giành khách. Hiện mức cước phí xe công nghệ không còn hấp dẫn với người tiêu dùng và mức chiết khấu dành cho các lái xe cũng giảm theo, nên không ít tài xế lo lắng. Mình chạy 100 ngàn á, thì lấy 20 á, thì mình còn lại 80 đúng không? Còn bây giờ chạy 100 ngàn lấy 30 rồi trừ chi phí xăng cộ nữa thì cuốc xe đâu được bao nhiêu đâu. Phải ảnh hưởng trực tiếp luôn á. Ý kiến từ ông Nhật Lâm, một tài xế sử dụng dịch vụ gọi xe của hãng GoJet cho biết như sau. Chưa bị trừ hẳn nhưng mà kiểu như là người ta trừ cái tiền đó cũng thêm cũng như cỡ 5% nữa. Thì mình không biết cái tiền đó ở đâu, mình cũng không có tìm hiểu rõ. Ra lại thì nó bên GoJet nó chưa có tăng 30%, nhưng mà nó cũng trên lệch so với cái mức 20% ban đầu. Từ lúc xảy ra việc tăng thêm thuế giá trị gia tăng với xe công nghệ, khách hàng giảm hẳn, bà Sáu nói. Trung bình thì mười mấy 20 cuốc là chuyện trung bình á, là bình thường là cũng phải chạy vậy nếu mà quy ngày. Còn bây giờ chứ thiệt chị mở áp ngày giờ chạy 3-4 cuốc à. Thế thì cũng phải chịu thôi, lận khách không có. Gặp thêm biến động này nữa thì tụi chị bó tay luôn, không nói được luôn. Với quy định về thuế này, tài xế chịu giảm khoảng 7,3% doanh thu so với trước đó. Trường hợp công ty này tăng cước xe để giữ nguyên thu nhập của tài xế, các doanh nghiệp vận tải sẽ phải tăng cước thêm 7,3%, khi đó chịu thiệt cuối cùng là người tiêu dùng. Covid-19 nguy hiểm đến mức nào? 80% trường hợp là nhẹ. Những người trẻ và khỏe mạnh có nguy cơ thấp. Người cao tuổi và người đang có bệnh nặng có nguy cơ tử vong. Nếu bị ho, sốt và khó thở, hãy liên hệ với bác sĩ ngay và tránh xa những người khác. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập các trang web Tổ chức Y tế Thế giới
www.who.int, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh, www.cdc.gov. Và ngay bây giờ là bản tin thế giới. Australia hủy việc sản xuất một vaccine nội địa chống COVID sau khi các cuộc thử nghiệm cho thấy vaccine này có thể dẫn đến xét nghiệm dương tính HIV sai. Nhà báo chế, trường đại học Queensland và công ty công nghệ sinh học CSL báo cáo rằng vaccine của họ chứng tỏ đáp ứng mạnh mẽ chống lại COVID trong giai đoạn thử nghiệm đầu tiên. Nhưng để chỉnh sửa vấn đề liên quan tới xét nghiệm dương tính HIV sai, phải mất một năm nghiên cứu nữa. Đây là một trong bốn vaccine được chính phủ Úc ký hợp đồng. CSL và chính phủ Úc cùng quyết định ngừng các cuộc thử nghiệm giai đoạn thứ 2 và 3. Thay vào đó, chính phủ đã quyết định mua thêm các liều vaccine của đối thủ như Novavax. Trong khi đó, vaccine của hãng dược khổng lồ Sanofi và GlaxoSmithKline Anh Quốc cũng báo có những bước lùi. Hôm 11 tháng 12, hai công ty này cho biết những cuộc thử nghiệm lâm sàng cho thấy vaccine của họ tạo đáp ứng miễn nhiễm thấp nơi những người lớn tuổi. Việc này có nghĩa là vaccine của họ có thể phải trì hoãn tới cuối năm tới mới ra mắt. Công ty AstraZeneca của Anh trước cuối năm nay sẽ khởi sự các cuộc thử nghiệm lâm sàng vaccine của họ với vaccine Sputnik V của Nga, theo lời một giới chức Nga loan báo ngày 11 tháng 12. Ông Kirill Dmitriev, giám đốc Quỹ Đầu tư Trực tiếp Nga, đơn vị tài trợ cho nghiên cứu vaccine Sputnik V cho biết, Nga quyết tâm bắt đầu sản xuất chung vaccine phối hợp với AstraZeneca, một khi vaccine chứng tỏ hữu hiệu trong các cuộc thử nghiệm lâm sàng. Cùng ngày 11 tháng 12, AstraZeneca loan báo sẽ điều nghiên việc phối hợp vaccine thử nghiệm của họ với vaccine Sputnik V của Nga, một động thái mà giới khoa học Nga cho là có thể đẩy mạnh tính hiệu nghiệm. Một thông tin khác liên quan tới vaccine. Một phát ngôn nhân của Tổ chức Y tế Thế giới ngày 11 tháng 12 tuyên bố, nhà chức trách các nước là nơi chịu trách nhiệm xem xét các phản ứng phụ của vaccine chống COVID. Đáp câu hỏi về việc cơ quan ban hành quy định Anh cảnh báo những người có tiền sử bệnh dị ứng cấp tính không nên dùng vaccine của Pfizer. Phát ngôn viên của Tổ chức Y tế Thế giới, bà Margaret Harris, nói tại một cuộc họp báo của Liên Hợp Quốc ở Geneva rằng mọi người không nên quá lo âu. Tổ chức Y tế Thế giới đang duyệt xét dữ liệu từ những cuộc thử nghiệm giai đoạn 3 của nhiều ứng viên vaccine COVID. Tuy nhiên, tổ chức này chưa cho phép sử dụng khẩn cấp bất cứ vaccine nào. Bà Harris nói thêm, điều chính yếu chúng tôi xem xét là sự an toàn. Ngày 11 tháng 12, phát ngôn viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin tố cáo các trò bẩn thỉu đã được dùng để làm mất tín nhiệm vaccine Sputnik V của Nga nhằm ngăn chặn vaccine này tiếp cận thị trường các nước. Sự cạnh tranh trước hết là bị chính trị hóa. Thứ hai, những phương pháp bẩn thỉu được áp dụng để làm mất tín nhiệm vaccine của chúng tôi. Tổng thống Nga đã ra lệnh cho các cuộc tiêm chủng chống COVID trên diện rộng bắt đầu tại Nga với vaccine nội địa Sputnik V, hiện vẫn cần phải trải qua các cuộc nghiên cứu thêm nữa để đảm bảo độ an toàn và hiệu nghiệm. Nga khoe Sputnik V là vaccine COVID-19 được đăng ký đầu tiên trên thế giới sau khi các nhà ban hành quy định của chính phủ chấp thuận vào đầu tháng 8. Động thái này gây nên những chỉ trích của các chuyên gia quốc tế, những người chỉ ra rằng vaccine của Nga mới được thử nghiệm trên vài chục người lúc bấy giờ. Một cuộc nghiên cứu thêm trong số 40.000 tình nguyện viên được loan báo sau khi vaccine được chính phủ chấp thuận và hiện vẫn còn đang tiến hành. Tháng trước, nhà báo chế vaccine nói, dữ liệu phân tích thử nghiệm lâm thời cho thấy vaccine của họ hiệu nghiệm 91,4%. Kết luận được căn cứ trên 39 ca nhiễm, trong số 18.794 những người tham gia cuộc nghiên cứu nhận được cả hai liều, hoặc vaccine hay giả dược, thấp hơn nhiều con số mà các công ty dược phương Tây đang xem xét khi đánh giá tính hữu hiệu của vaccine. Tạp chí Time ngày 11 tháng 12 bầu chọn nhân vật trong năm 2020 gồm hai người, Tổng thống tân cử Mỹ Joe Biden và người đứng chung liên danh với ông là bà Kamala Harris. Trong danh sách chung kết có đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump. Tờ Time nói, danh hiệu này nhằm chọn nhân vật ảnh hưởng đến tin tức hay đời sống của chúng ta nhiều nhất, dù xấu hay tốt. Ông Donald Trump từng được tạp chí Time bầu chọn là nhân vật trong năm 2016. Danh sách năm nay bao gồm những nhân viên y tế tại tuyến đầu của cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu và những người tham dự phong trào đòi công lý chủng tộc. Ở tuổi 78, ông Biden sẽ trở thành người cao tuổi nhất giữ chức vụ Tổng thống Mỹ
khi ông tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng năm 2021. Bà Harris sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên, người da đen đầu tiên và người có nguồn gốc châu Á đầu tiên tuyên thệ nhậm chức phó tổng thống. Tạp chí Time cũng chọn nhóm nhạc Hàn Quốc BTS là nhân vật giải trí của năm. Và ngôi sao bóng rổ LeBron James là vận động viên của năm. Ngày 11 tháng 12, Đài Loan hạ thủy chiếc tàu đầu tiên trong đội tàu tuần duyên mới, tiên tiến, có thể trang bị phi đạn trong thời chiến. Trong lúc, đảo này tăng cường quốc phòng để đối mặt với điều Đài Loan xem là đe dọa ngày càng gia tăng của Bắc Kinh. Tổng thống Thái Anh Văn xem việc hiện đại hóa quân đội là ưu tiên cho hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền. Bắc Kinh chưa bao giờ từ bỏ sử dụng vũ lực để kiểm soát Đài Loan. Tham dự lễ hạ thủy tàu Anping đóng trong nước trị giá 37,3 triệu đô tại thành phố Cao Hùng ở miền Nam, bà Thái ca ngợi khả năng đặc biệt của tàu có thể sử dụng khi có xung đột. Với việc lực lượng vũ trang của Đài Loan còn bé nhỏ so với Trung Quốc, bà Thái chủ trương quan điểm chiến tranh bất xứng, trong đó có việc mua thêm vũ khí lưu động và khó bị tấn công, làm cho việc tấn công của Trung Quốc tốn kém và khó khăn. Dù Hoa Kỳ vẫn là nước cung cấp vũ khí quan trọng nhất cho Đài Loan, nhưng bà Thái vẫn tăng cường công nghiệp quốc phòng nội địa, quan trọng nhất là kế hoạch đóng 8 tàu ngầm. Tuần duyên của Đài Loan thường dính líu đến những vụ đối đầu với tàu cá và tàu nạo vét cát của Trung Quốc mà Đài Loan cho là hoạt động bất hợp pháp trong vùng biển của họ. Những chuyến thăm của các viên chức cấp cao của Mỹ tới Đài Loan, một chỉ dấu cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của chính quyền Tổng thống Trump với hòn đảo dân chủ này. Một vài tháng sau chuyến viếng thăm này, Hoa Kỳ và Đài Loan khởi động vòng đàm phán kinh tế mới. Đài Loan là đối tác thương mại lớn thứ 9 của Hoa Kỳ. Cuộc đàm phán này nhấn mạnh một điều rằng mối quan hệ kinh tế của chúng ta với Đài Loan, một nền dân chủ năng động, một đối tác đáng tin cậy, đang mạnh mẽ và tiếp tục phát triển. Nó sẽ giúp tăng cường hợp tác trong mọi lĩnh vực, từ chuỗi cung ứng an toàn và đảm bảo cho tới dự án mạng lưới sạch cũng như an ninh 5G cho tới an ninh y tế và nhiều hơn thế nữa. Năm 1979, Hoa Kỳ đã chuyển mối quan hệ ngoại giao với Đài Loan sang Trung Quốc nhằm đối trọng với Liên bang Xô Viết. Trung Quốc vốn tuyên bố chủ quyền đối với Đài Loan. Washington cho biết chính sách lâu đời một Trung Hoa của Hoa Kỳ khác với nguyên tắc một Trung Hoa của Bắc Kinh. Hoa Kỳ không có quan điểm về vấn đề chủ quyền của Đài Loan. Quan điểm này của Hoa Kỳ không khiến Trung Quốc ngừng gây sức ép với Washington về mối quan hệ của Mỹ với Đài Loan. Trung Quốc kiên quyết phản đối bất kỳ trao đổi chính thức nào giữa Hoa Kỳ và Đài Loan. Quan điểm của chúng tôi luôn rõ ràng như vậy. Chúng tôi yêu cầu phía Mỹ nhận thức đầy đủ mức độ nhạy cảm cao của vấn đề Đài Loan. Các chuyên gia cho rằng chính quyền của Tổng thống Trump có vẻ như không mấy bận tâm rằng sự ủng hộ của họ dành cho Đài Loan có thể phương hại quan hệ song phương Mỹ-Trung. Washington thậm chí còn tiến thêm một bước nhằm củng cố nền quốc phòng của Đài Loan bằng cách phê duyệt những hợp đồng bán vũ khí trị giá 16 tỷ đô la cho Đài Loan trong suốt 2 năm qua. Cách tốt nhất để gìn giữ hòa bình và an ninh trên eo biển Đài Loan đó chính là đảm bảo rằng nền quốc phòng của hòn đảo này phát triển mạnh mẽ, tương tự như khả năng triển khai lực lượng của Hoa Kỳ nhằm răn đe bất kỳ hoạt động quân sự nào của Trung Quốc. Đối với Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn và Tổng thống tân cử của Mỹ Joe Biden, giới chuyên gia cho rằng khả năng về một tương lai quan hệ đối tác giúp Đài Loan tăng cường an ninh và ổn định còn trở nên rõ ràng hơn nữa. Chúng tôi thực sự nghĩ rằng cần phải tăng cường các cuộc trao đổi chiến lược hợp tác với Đài Loan, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, thương mại số, 5G, chuỗi cung, đó là điều rất quan trọng. Cuộc gặp gỡ cấp cao hồi tháng 11 tại Washington có lẽ là chỉ dấu cho những sự kiện tiếp theo, khi mà quan chức hai bên đã đồng ý hợp tác trong các lĩnh vực khoa học công nghệ mũi nhọn như mạng 5G, năng lượng tái tạo và y tế toàn cầu. Áp lực đang tăng tại bang Georgia ở miền nam nước Mỹ giữa lúc hai chính đảng Dân Chủ và Cộng Hòa khuyến khích cử tri hãy đi bỏ phiếu sớm, có thể từ ngày 14 tháng 12 trong hai cuộc bầu cử vòng nhì. Kết quả của cuộc bầu cử ngày 5 tháng 1, 2021 sẽ quyết định đảng nào chiếm được đa số tại Thượng viện Hoa Kỳ. Việc kiểm soát Thượng viện đồng nghĩa với việc kiểm soát đất nước sẽ được định đoạt bởi kết quả bầu cử ở Georgia. The special election in Georgia.
Cuộc bầu cử đặc biệt tại Georgia rốt cuộc sẽ quyết định hướng đi của nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden và liệu ông Biden và phó tổng thống tân cử Kamala Harris có giữ được các cam kết về mặt lập pháp hay không. Đối với Đảng Cộng Hòa, hiện đang có những ý kiến lẫn lộn về tính trung thực của hệ thống bầu cử tiểu bang sau khi cựu phó tổng thống Joe Biden giành được chiến thắng với khoảng cách biệt 12.000 phiếu. Tổng thống Donald Trump đã gọi cho thống đốc Brian Kemp, thành viên của Đảng Cộng Hòa, để yêu cầu Viện Lập pháp tiểu bang lật ngược kết quả và ra lệnh kiểm lại những chữ ký trên phiếu bầu. Tại một cuộc tuần hành ở Georgia vào cuối tuần rồi, Tổng thống Trump vẫn không công nhận thất cử và cùng lúc khuyến khích dân Georgia hãy bắt đầu đi bỏ phiếu. Các bạn phải đi bầu và đi bầu sớm, bắt đầu từ ngày 14 tháng 12. Họ đã ăn gian và gian lận cuộc bầu cử tổng thống, nhưng chúng ta sẽ vẫn thắng cuộc bầu cử ấy. Chúng ta sẽ thắng. Thông điệp bất cập đó đang gây khó khăn cho các lãnh đạo của bang Georgia, mà nhiều người là đảng viên của Đảng Cộng Hòa, như thống đốc Kemp. Một người khác là tổng thư ký tiểu bang Brad Raffensperger, người giám sát hệ thống bầu cử tiểu bang. Công việc của Đảng Cộng Hòa là quyên tiền và vận động cử tri đi bầu. Công việc của tôi trên cương vị là tổng thư ký tiểu bang là đảm bảo cuộc bầu cử phải trung thực và công bằng. Đơn giản chỉ có vậy. Và tôi nghĩ ở chức vụ của tôi, sự trung thực là điều quan trọng. Những thông tin sai lạc về kết quả cuộc bầu cử tổng thống đang làm phức tạp thêm các nỗ lực của các ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa để thuyết phục cử tri đi bầu. Ông Raffensperger nói, thông tin sai lạc làm chia trí, mất đoàn kết gây khó khăn hơn, khiến các ứng cử viên gặp khó khăn khi vận động. Trong những tuần lễ tới, mọi con mắt sẽ đổ dồn về tiểu bang Georgia, giữa lúc các ứng cử viên của cả Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa dồn nỗ lực để kêu gọi cử tri đi đầu phiếu. Ở một vài khía cạnh, năm 2020 có vẻ tốt hơn cho những người làm công nghệ so với những ngành nghề khác. Hầu hết nhân viên có thể làm việc từ xa. Google dự đoán, ít nhất phải đến tháng 7 năm 2021, nhân viên mới có thể trở lại văn phòng được. Twitter và bây giờ là cả Microsoft thông báo rằng nhân viên có thể làm việc từ xa mãi mãi. Đó là một bước ngoặt thú vị đối với công ty nổi tiếng trong việc thu hút nhân viên bằng các đặc quyền tại văn phòng, bao gồm những bữa ăn chưa được phục vụ, bia tươi, massage và trò chơi giải trí. Tôi biết rất nhiều người thực sự chỉ đến đây vì cần một công việc. Vì vậy nếu công việc không còn ở đây mà bây giờ là ở nhà, nơi bạn phải ở trong một không gian hẹp như là một nửa gian bếp, hoặc đang sử dụng chung một phòng tắm, như vậy thật là khó khi phải ở trong nhà suốt 24 tiếng và suốt 7 ngày trong tuần. Douglas có hai con và đang ở Oakland, California. Bây giờ công ty của anh cho phép làm việc từ xa và anh đang nghĩ đến việc chuyển nhà đi. Douglas nói việc thiếu nhà ở giá cả phải chăng sẽ là yếu tố khiến anh phải bỏ việc. Anh ấy đã cố gắng mua một căn nhà ở đây, nhưng vì thị trường quá cạnh tranh nên anh đã không mua nổi. Russell Hancock là lãnh đạo của liên doanh thung lũng Silicon, một tổ chức theo dõi tình hình kinh tế và cuộc sống của khu vực. Những gì thung lũng Silicon có hiện nay là một bộ sưu tập tài năng tuyệt vời, có thể là bộ sưu tập tài năng lớn nhất thế giới. Họ đến từ khắp mọi nơi trên thế giới, giờ thì tài năng đó đang phân tán. Kyle Dobbs và Mara Van Els đang dọn đi khỏi căn hộ bé nhỏ ở thung lũng Silicon, nơi cả hai đều làm việc từ xa và nuôi đứa con 2 tuổi kể từ tháng 3. Dobbs làm việc cho Google đang chuyển đến văn phòng Munich, Đức của công ty. Ở đó, chi phí sinh hoạt rẻ hơn, các tiện nghi sinh hoạt khác cũng thông thoáng hơn, chẳng hạn như công viên và viện bảo tàng. Họ nói rằng, trừ khi giá nhà ở giảm đáng kể, họ sẽ không quay trở lại thung lũng Silicon, mặc dù họ chỉ tính ở châu Âu chỉ vài năm. We want to be someplace more settled. Chúng tôi muốn ở một nơi ổn định hơn khi con chúng tôi bắt đầu vào tiểu học. Vì vậy, trong khoảng 3 năm nữa, chúng tôi sẽ tính xem sẽ sống ở đâu trong thời gian dài hơn. Thật là vô lý khi phải trả $1.5 triệu cho một căn nhà 2 phòng ngủ hoặc tương tự như vậy. Tại Mỹ, nhân viên công nghệ đang chuyển đến các bang như Oregon, Washington, Colorado và Texas, những nơi mà các công ty công nghệ đã có các công xưởng. Một phụ nữ California chuyển đến Texas với chồng làm ngành công nghệ năm 2017. Nay chị là một người môi giới bất động sản để giúp những người khác chuyển đến bang này. Chị là một nhóm Facebook có tên chuyển đến Texas từ California, hiện có hơn 20.000 thành viên. Ở Texas yên tĩnh hơn rất nhiều vì giá cả phải chăng hơn. Bạn biết đấy, khi bạn sống ở một khu vực có giá cả phải chăng hơn, bạn sẽ bớt rất nhiều căng thẳng. Vậy tất cả những cuộc di cư này tác động đến thung lũng Silicon ra sao? We've always thought of Silicon Valley as a... Điều đó có nghĩa là thung lũng Silicon đã hết thời. Đó là một hiện tượng trong kinh doanh, đổi mới và đặc biệt tập trung vào công nghệ và sự đột phá. Có thể là thung lũng Silicon sẽ trở thành một thương hiệu cho tất cả những thứ đó.
Điều này hoàn toàn hợp lý với Douglas. Anh nói, giới công nghệ có công cụ để giúp làm việc từ xa khả thi. Công việc từ xa và công nghệ đồng nghĩa với nhau, giống như tất cả công cụ mà chúng tôi đang phát triển trong ngành công nghệ để thực hiện công việc này. Không cần thiết phải gặp mặt nhóm của bạn chỉ để hoàn thành công việc. Mặc dù có mong muốn mọi thứ trở lại bình thường sau đại dịch, nhưng điều bình thường sẽ như thế nào ở thung lũng Silicon? Tiếp theo đây mời quý vị đến với chương trình học tiếng Anh của đài VOA. Welcome to the Voice of America's News Words. This news word is from the Crossrail Project, a train tunnel now being built in London, England. Artifact. The underground project to connect Heathrow Airport to the financial district has uncovered more than 10,000 artifacts. One special artifact is a bronze medallion from the year 245 AD. An artifact is a simple object made and used by people in the past. In science, an artifact is a substance or structure formed by humans, not nature. Quý vị đã theo dõi chương trình VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ngoài trang tin voatiengviet.com, quý vị cũng có thể theo dõi VOA trên Facebook VOA Tiếng Việt, YouTube VOA Tiếng Việt Video, Instagram VOA Tiếng Việt, hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Để nhận tất cả thông báo video mới nhất trên kênh YouTube, sau khi nhấn đăng ký, quý vị hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. Để đóng góp hình ảnh, video hay bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ VOA, bạn làm báo, avong@gmail.com. Trà My xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần tới.